Các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu truyền thuyết Sự Tích Hồ Gươm. Ở video lần trước, chúng ta đang tìm hiểu phần thứ nhất trong tìm hiểu chi tiết câu chuyện giữ nước gắn với tên tuổi người anh hùng Lê Lợi và tìm hiểu được nguyên nhân Đức Long Quân cho mượn gươm. Bài học ngày hôm nay chúng ta tiếp tục chuyển sang phần thứ hai trong mục một nhỏ này. Cách Long Quân cho mượn gươm, Lê Lợi nhận gươm và tổ chức kháng chiến chống quân Minh. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu được Đức Long Quân cho mượn gươm ở việc chia thành các phần lưỡi gươm, chuôi gươm và nhận được thanh gươm hoàn thiện. Phần thứ nhất, Long Quân cho mượn lưỡi gươm. Đọc và theo dõi sách giáo khoa, các bạn trả lời cho cô câu hỏi nhân vật nào sau đây nhận được phần lưỡi gươm. Cách Long Quân cho mượn gươm cũng thật là đặc biệt. Chàng Lê Thận đi đánh cá, ba lần quăng chài thả lưới, kéo lưới vẫn chỉ thấy thanh sắt lạ chui vào lưới mình. Đến khi đưa thanh sắt cạnh mồi lửa, chàng nhận ra đó là một lưỡi gươm. Vậy là từ trong lòng nước, lưỡi gươm đến tay người dân. Người nông dân bình thường ấy đã được sông nước tặng cho vũ khí, thôi thúc chàng lên đường tham gia với nghĩa quân. Nhưng lưỡi gươm kia vẫn ngủ im, kể cả khi chủ tướng Lê Lợi cầm lên xem, thấy hai chữ Thuận Thiên khắc sâu vào lưỡi gươm, mọi người vẫn không biết đó là báu vật. Thuận Thiên nghĩa là hợp lòng trời, thuận với ý trời. Có thể Lê Lợi hiểu ý nghĩa của hai chữ đó, nhưng chưa thấu tỏ được ý thiêng thâm thúy mà thần linh đã trao gửi. Đây cũng là một câu đố, một thử thách đòi hỏi trí thông minh và sự sáng tạo của con người. Trong các truyền thuyết khác, chúng ta cũng đã thấy xuất hiện những bài toán, những câu đố như vậy. Đến truyền thuyết này, câu đố ấy hiện lên ở một vật thiêng bằng chữ thánh hiền, khiến cho cả nhân vật trong truyện và người đọc chúng ta không khỏi băn khoăn và hồi hộp. Câu đố tiếp tục xuất hiện, thần linh tiếp tục thử thách, và lần này là sự thử thách không đến với dân mà hiện ra trước mắt người chủ tướng, đó là phần chuôi gươm. Trên đường lui quân, Lê Lợi và các tướng rút lui, mỗi người một ngả. Lúc đi qua một khu rừng, Lê Lợi nhận được chuôi gươm. Ông bỗng thấy có ánh sáng lạ trên ngọn cây đa, trèo lên mới biết đó là một cái chuôi gươm nạm ngọc. Nhớ đến lưỡi gươm ở nhà Lê Thận, Lê Lợi rút chuôi dắt vào lưng. Ba ngày sau, Lê Lợi gặp lại mọi người, trong đó có Lê Thận, mới đem tra gươm vào chuôi thì vừa như in. Như vậy là trải qua một quá trình thử thách, thần linh đã phát hiện được người đủ tài đức, có trí sáng, có lòng thành để trao gươm báu. Có thể nói, từ trong lòng nước, lưỡi gươm vào tay người dân, rồi từ trên rừng sâu, núi cao, chuôi gươm thôi thúc chủ tướng để hoàn thiện một thanh gươm, hòa hợp ý trời và lòng dân, dũng khí của quân và trí sáng của tướng, hòa hợp lực lượng miền xuôi, sông nước và lực lượng người dân miền núi, rừng già để tạo thành một thanh gươm hoàn chỉnh. Điều này gợi nhớ lời dặn xưa của cha rồng, mẹ tiên. Kẻ miền núi, người miền biển, khi có việc gì thì giúp đỡ nhau, đừng quên lời hẹn trong truyền thuyết con rồng cháu tiên. Các chi tiết xung quanh việc cho mượn gươm, việc nhận gươm và hai chữ Thuận Thiên khắc trên thanh gươm lung linh màu sắc kỳ ảo, tỏa sáng biết bao nhiêu ý nghĩa sâu xa. Tất cả đọng lại rồi ngân lên trong câu nói của Lê Thận khi dâng gươm lên cho Lê Lợi. Đây là trời có ý phó thác cho Minh Công làm việc lớn. Chúng tôi nguyện đem xương thịt của mình theo Minh Công, cùng với thanh gươm thần này để báo đền tổ quốc. Sáng tạo câu chuyện trao gươm Thuận Thiên như thế, nhân dân ta khẳng định tính chất chính nghĩa và tôn vinh vai trò, uy tín, tài năng, phẩm chất người chủ tướng, vị Minh Công, người anh hùng Lê Lợi trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh lúc bấy giờ. Như sau này, trong Bình Ngô Đại Cáo, tác giả Nguyễn Trãi viết: "Trời thử lòng trao cho mệnh lớn, ta gắng trí khắc phục gian nan." Không rõ truyền thuyết Long Quân cho Lê Lợi mượn gươm có trước, hay bài hùng văn của Nguyễn Trãi có trước,
Điều chắc chắn rằng, đối với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn nói chung, với cá nhân Lê Lợi nói riêng, nhân dân ta đã tôn vinh bằng những hình ảnh, chi tiết, sự việc, lời văn đẹp nhất. Để củng cố kiến thức của phần này, các bạn hãy tương tác với OLM bằng cách trả lời những câu hỏi sau đây. Sau khi nhận được gươm thần, nhận sứ mệnh thiêng liêng của trời đất và muôn dân, Lê Lợi cùng nghĩa quân đã bùng lên để khởi nghĩa. Toàn bộ khởi nghĩa Lam Sơn có một sức sống mới. Nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng. Thanh gươm thần tung hoành khắp các trận địa làm cho quân Minh bạt vía. Uy thế của nghĩa quân vang lên khắp nơi. Họ không trốn tránh như trước mà xông xáo đi tìm giặc. Họ không phải ăn uống khổ cực như trước nữa, đã có những kho lương mới chiếm được của giặc tiếp tế cho họ. Gươm thần mở đường cho họ đánh tràn ra mãi, cho đến lúc đất nước không còn bóng một tên giặc nào. Đoạn truyện ở cuối phần 1 của Áng Truyền Thuyết không có một sự việc nào nổi bật, mà chỉ là mấy lời trần thuật ngắn gọn. Nhưng lời văn đi liền một mạch, tốc độ lời kể, giọng kể chuyển động mỗi lúc một nhanh, dồn dập và sôi nổi, như trên bảng các bạn nhìn thấy một loạt những dẫn chứng. Những điều này nghe thật hào hùng, sảng khoái. Âm hưởng của Áng văn chương truyền miệng dân gian như đồng vọng với âm hưởng tác phẩm văn học viết của danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi lúc bấy giờ. Đánh một trận sạch không kình ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông. Nổi gió to, chút sạch lá khô, thông tổ kiến, sụp toang đê vỡ. Đúng là trời trao cho gươm bóng, việc lớn ắt thành công, quân giặc sẽ thất bại. Qua câu chuyện giữ nước này, chúng ta còn thấy gắn với tên tuổi người anh hùng Lê Lợi. Cho nên, ở phần thứ nhất này, chúng ta làm nổi bật hình ảnh chủ tướng Lê Lợi. Câu chuyện ca ngợi người anh hùng Lê Lợi là người dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, chống lại quân Minh tàn bạo và được nhân dân ủng hộ. Nhưng thế và lực của nghĩa quân lúc bấy giờ còn non yếu, đó là một sự thật lịch sử. Nhưng truyền thuyết không dừng lại ở đó, câu chuyện còn mang một màu sắc kỳ ảo, đó là việc Lê Lợi được tổ tiên thần thánh ủng hộ bằng việc trao cho mượn gươm thần. Gươm thần không được Long Quân trực tiếp trao ngay cho Lê Lợi mà phải trải qua nhiều bước. Lưỡi gươm lọt vào lưới của chàng đánh cá Lê Thận. Lê Thận gia nhập nghĩa quân. Một lần tình cờ Lê Lợi ghé qua nhà Lê Thận, lưỡi gươm rực sáng hai chữ Thuận Thiên. Trên đường chạy giặc, Lê Lợi bắt gặp chuôi gươm, đem tra lưỡi gươm bắt được dưới nước và chuôi gươm bắt được trên rừng thì vừa như in. Chúng hợp nhất thành thanh gươm hoàn chỉnh, Thuận Thiên. Câu chuyện cho thấy tính chất nhân dân của cuộc khởi nghĩa, đó là sức mạnh, khả năng cứu nước có ở khắp mọi miền của Tổ quốc. Đó cũng là cơ sở cho chiến thắng vẻ vang của nghĩa quân Lam Sơn. Câu chuyện ấy cũng ca ngợi người anh hùng Lê Lợi tài đức, đáng được gửi gắm niềm tin. Với những kiến thức chúng ta vừa tìm hiểu được, theo em, chi tiết nào sau đây ca ngợi tính chất toàn dân của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Nói thêm về chi tiết gươm thần. Gươm thần tượng trưng cho sức mạnh cứu nước của nhân dân ta. Lưỡi gươm ở dưới nước, chuôi gươm ở trong rừng. Điều đó có nghĩa là khả năng cứu nước ở khắp nơi, từ miền sông nước đến vùng rừng núi, một lòng cứu nước. Gươm chờ người, chọn người mà dâng, và người đã nhận ra gươm báu. Đoạn kể Lê Thận được lưỡi gươm rất hấp dẫn. Hai lần chàng đã vứt đi mà cuối cùng gươm vẫn chui vào lưới. Chỉ có gươm thần mới chịu như vậy. Và ở đây, gươm đã tìm đúng người trao, cũng giống như chuôi gươm nặng ngọc đã đến với Lê Lợi trên ngọn cây đa trong rừng. Chuyện được gươm đã kỳ lạ, khi khớp lại còn kỳ lạ hơn. Lưỡi gươm dưới nước, chuôi gươm trong rừng, hai vật xa nhau là vậy, tưởng như không có gì liên quan với nhau, nhưng khi khớp lại thì vừa như in, đã nói lên nguyện vọng của dân tộc là nhất trí, đồng lòng. Sự giúp đỡ của trời, của vua rồng Lạc Long Quân, của rùa vàng, khẳng định thêm sự nhất trí đó. Các bộ phận của gươm khớp vào nhau, đấy là hình ảnh dân tộc trên dưới đồng lòng, hợp nhau để tạo thành sức mạnh. Thanh gươm tỏa sáng có sức tập hợp mọi người xung quanh Lê Lợi. Lê Lợi nhận được gươm thần, đã lôi kéo được rất nhiều người theo mình. Ánh sáng của thanh gươm chính là ánh sáng của chính nghĩa.
Lúc chiến đấu, gươm sáng rực, biểu hiện cho tinh thần khí thế, sức mạnh của nghĩa quân. Gươm thần tung hoành ngang dọc, mở đường cho nghĩa quân đánh tràn ra mãi, cho đến lúc không còn bóng giặc nào trên đất nước. Ánh sáng tỏa ra từ thanh gươm thần là một chi tiết nghệ thuật đặc sắc, làm người sáng lên câu chuyện về người anh hùng áo vải đất Lam Sơn. Các bạn hãy cùng củng cố kiến thức bằng cách tương tác với OLM trong câu hỏi sau.